Asa, mình sẽ bên nhau mãi chứ? Đương nhiên, mình cùng nhau trải qua nhiều việc quá mà. Cô gian phu giả phục, các người ở đây gian díu. Đâu có, chúng tôi chỉ đi dạo thôi. Chị đã kết hôn rồi, có em bé rồi, sao còn dụ dỗ chồng tôi? Anh sợ là đi ngoại tình. May, anh phải đi đây. Hả? Anh không vì một cành cây mà hy sinh cả khu rừng. Nhưng bạn nghĩ là sao? Anh lại phải đi nơi khác rồi. Anh đừng ảo tưởng nữa, anh chỉ là con cỡ của tôi. Anh tưởng anh là thu quân hả? Mà ở đây anh tôi cho ảnh đội nó màu xanh, nhưng mà rõ ràng nó ảnh màu đỏ mà. Em lại ở đây cô trai nữa. Nó là chim kết cục mà. Thật ra chị là cái cớ để đá tôi. 30 tuổi rồi mà vẫn không đáng tin. Anh đừng đi nha. Ở lại đây chúng ta chung sống với nhau nha. Nha anh. Công việc của anh rất bận rộn, thường phải đi đây đi đó. Anh quen xong rồi muốn bỏ là bỏ nè, hả? Nè, nói cho rõ ràng nhé. Chuyện này là cả hai ta đều tình nguyện nhé. Không thể trách anh nhé. Anh là đồ tồi tệ. Anh là tệ nạn xã hội. Tôi hận anh. Tôi hận anh cả đời. I'm sorry.